nay khui thùng một anh khách, anh đến lấy con XPS 15 thì còn có hai thùng, hiện tại bây giờ còn hai chiếc, anh chọn chiếc nào? Đây. Chiếc này. Okay. Con này đang khuyến mại giá cực kỳ tốt, cái gì theo dõi ở trên trên Facebook và trên website đây mời anh dạch đường này ra xem. Vâng. Có hai đường. Tức là nguyên tem là nó như thế này. Đúng rồi. Tem ở bên trong. À, trong nó sẽ còn tem nữa đúng không? Trong nó có anh giải toàn cho em xin đi nhỉ? Anh khui, anh khui đi, anh khui đi. À, cứ. Đây anh giải thẳng. Đấy, lấy xong rồi lại ấy lại cái hộp cho cháu cho nó. Đây, đúng không? Không cần. Thế này là được. À, như này. Cho nó thích cái này. Ôi, nói chung sinh viên thế này là cũng là tốt rồi đấy. Đấy, nhắc cả cái hộp ra. Cái quảng cáo khoảng 2 cân thì chắc là không đến khoảng tí thôi. Anh có thể anh chụp một kiểu ảnh lưu lại rằng ở đây là hàng mới của tôi như này, khu trùng ra như này. À. Không, như đại ý là anh mời lần đầu đúng không? Đúng rồi. Thiếu linh kiện gì thì sao nói được, anh cứ bỏ ra bỏ cái ảnh của anh ra. Tức là chụp mình tự chụp á? Chụp một kiểu để lưu lại, về sau nó khui ra chụp ngay. Về sau thì mất đi rồi, ngồi nói chuyện ấy, sau đấy thiếu lọ và thiếu cái kia. Nhưng khi nó đóng vào như thế. Đó. Tức là RAM là không cần phải nâng cấp thêm đúng không? Cần cầm đấy nhất lên. À, nhẹ thôi. Không chứ nữa, bởi vì là khuyến mại chỉ nhiều tiền quá thì anh đi vào Facebook mình nhận xét. Đấy, à. Nhìn trong là nó đóng gói như này. Kín mít này chưa? Rồi, rồi. Móc ra. Đây là anh mua lần đầu nha. À ừ, anh mấy anh cứ xem video anh em giới thiệu ở trên ấy thế là. Anh theo dõi lâu chưa? Mới từ hôm qua. Tại vì tối hôm qua vào xem các video của anh em về hướng dẫn này, kể cả cái máy gì đấy nó gọi là cái gì lì đấy thế bảo là thôi lúc đầu là định chỉ mua cái đeo Watcho thôi tại vì thực ra quan trọng nhất là ấy cái cục pin cục pin mua cho cháu cái cục pin nó lâu nó bảo là thế chứ mình có biết cái máy móc là gì đâu. Anh đang hỏi Watcho, mình đang ngồi điện thoại tự nhiên anh bục một phát, anh bảo là thế XPS 15 mình thì đấy cũng có xem ở cái trên đấy là cái này thì nó khác hẳn, là cấp khác hẳn Watcho khuyến mại. Cái này có mở lên được không? Nó là cái gì? Nó là số Servitech này, anh nhìn số 7 số Servitech đây, có chữ Servitech đây này. Anh đọc nhìn thấy chưa? Ờ, đây sản xuất năm 2018. Đây, Servitech đấy nó trùng số này. C9 C97QP2 này. Đúng không? Đấy, số Servitech C97QP2 à, rồi, cái số này là để số nó trùng hợp với nhau à, là nó là nó trùng hợp với cả trùng hợp với cả bấm vào trong BIOS là có luôn à, trong máy là trong máy là có à. Đây tôi sẽ kiểm tra cho anh luôn. Cái con này là mình có bản mà tiếp gì nhỉ? Chưa có thưa anh làm bản đi, con này là con này anh thì chưa chỉ mở cái này để về nhà rồi mới bật mà không cái này để chỉ anh bật để làm cái bản tiếp cho nó đèn nó sáng để lưu trữ lại cái phần mềm chưa bật tí nào à, chưa. Không đây chắc do cắm điện rồi chưa bật tí nào chưa động rồi ừ.
Cái này có cảm biến vân tay. Không biết là có không nhỉ? À với cả cái này là dùng lâu nó có bị bong ra không? Không, cái carbon đấy anh. Carbon này là cao cấp đấy anh.